Dạ vâng, em xin chào quý vị và các bạn nhé. Thì hôm nay em lại về được một đôi loa của LOD dòng cao cấp nhé, HS530. Vâng, dòng này của nó đây, quý vị nhìn đây. Đấy, chất gỗ lừ luôn. Vâng, đấy. Đây. Đấy. Con này chất gỗ lừ luôn. Đấy, đây. Thùng vách đằng sau phải nói là rất đẹp. Con này công suất rất cao nhá, 120W một thùng. Vâng. Đấy. Trở kháng 6 ohm. Đây. Đây. Con này thì có cái lưới bảo vệ đây nhá. Cái lưới bảo vệ này. Đấy. Quý vị thích thì bỏ ra, còn không thích thì đậy lại, thì nó sẽ có cái lưới sắt bảo vệ ở mỗi một cái loa con này. Đấy. Đây, hai lưới đây. Và ngoài ra nó vẫn có cái lưới, vẫn có cái lưới phủ ở bên ngoài nhỉ. Đây. Vẫn có cái lưới phủ, lưới bằng lỉ này phủ bên ngoài nhá. Đấy, chất là chất sơn lừ luôn này. Đấy. Lừ luôn. Vâng. Đấy, đặc điểm là con này có chỉnh mid và chỉnh high nhá. Đấy, cho chất âm nó hay hơn nhiều nữa. Khi mà đối với những âm ni thiếu âm tép thì con này có sẽ thể chỉnh thêm, hoặc là thiếu âm trung thì con này sẽ chỉnh thêm để điều chỉnh thêm sao cho tiếng nó hay hơn nhá. Bát của con này là bát, đường kính của nó là bát 25. Vâng. Đường kính bát 25. Đấy. Vâng, em sẽ đo kích thước của đôi loa này nhá. Cao 63. Vâng, con này rất cao to, cao 63. Vâng. Con này cao to đấy ạ. Vâng. Ngang 25. 25 sâu 25 chưa lưới. Vâng. Và ngang là 35,5. Vâng, con này của nó ok luôn. Vâng, con này nhìn rất là đều đặn và đẹp nhá. Rất đều đặn và đẹp. Đấy, em đấy, quý vị xem đây. Đấy. Rất đều đặn và đẹp nhá. Đấy. Trước phủ một lớp sơn bóng loáng mịn màng và rất sang. Đấy. Đây. Góc cạnh của nó đây. Đấy. Con này thì thị trường hiện nay đang bán cỡ khoảng tầm gần 6 triệu nhá. Thị trường hiện nay đang bán đôi này có khoảng tầm 5 triệu 8, 5 triệu 9 gì đấy. Vâng, đôi này. Đấy. Đây, cái càng nữa của nó đây. Đấy. Đôi này đánh tiếng ra rất hay nhá. Đấy, đánh tiếng ra rất hay. Vâng, em vừa đậy cái lưới của nó vào. Vâng, quý vị nhìn thấy không? Nó đẹp mịn màng luôn. Vâng, khi mà đậy lưới vào nhìn nó rất đẹp. Đấy. Đôi HS530 công suất của nó là tổng là 240W một đôi. Phù hợp với rất nhiều loại âm ni và đánh tiếng rất hay. Dòng cao cấp của LOD nhá. Đấy. Đôi này rất là nặng nhá. Đôi này rất là nặng. Đây, quý vị nhìn này. Đấy. Đấy. Màu vẫn gỗ rất đẹp. Hàng về có cả các cái giấy dán này từ bên Nhật về này, em chưa ấy. Em chưa bóc ra, cực đẹp nhá. Đấy. Ok. Hàng bãi này về là đẹp rồi. Vâng. Đấy. Đây, ví dụ như người ta quay thì người ta chỉ quay nhảy cho quý vị thôi. Em quay hết đầy đủ các góc cạnh hết nhá. Đấy, ví dụ người ta chỉ quay nhảy thôi, quý vị sẽ không biết được là điểm nào điểm nào. Đôi này về phải nói là rất đẹp. Đôi này thì em bán với giá nhá. Vâng. Chào mừng đội tuyển Việt Nam. Em xin được bán với giá cực kỳ hot 3.790.000. Vâng. Không thể tìm được một đôi loa nào mà giá lại rẻ, mức rẻ như vậy mà tiếng lại hay nhảy nhá. Đấy. NOD của Hitachi nhá. Con này thì model 530 quá thương hiệu, quá nổi tiếng rồi. Bát 25 vừa đủ dùng cho gia đình của quý vị nhá. Vâng. 3.790.000 nhá cho đôi loa này. Vâng. Đấy, chỉ ngang với mức loa các cái dòng loa Buxel nhỏ thôi nhá. Giá chỉ như dòng loa Buxel nhỏ, tiếng hay hơn nhiều. Đấy, quý vị nào mua thì alo luôn cho em nhá. Không có cơ hội để mua tiếp những cái đôi nhảy nữa đâu nhá. Vì hiện tại em nói luôn, hiện tại bây giờ sắp sửa giáp Tết rồi. Cho nên là hàng của em về là nó về được rất nhiều. Và chính vì vậy cho nên là cái tiền vận chuyển, cước vận chuyển của nó giảm được đi rất rẻ nhá. Về theo công, cho nên là cước vận chuyển có giảm đi rất rẻ. Nhưng khi ra Tết về rồi nó sẽ về nhỏ lẻ. Thì những đôi này của nó sẽ phải là trên 5 triệu. Đấy.
Còn các cái mức ở mức cái tầm trung mà bán được thì của nó là nó khoảng tầm 4 triệu 8, 4 triệu, xoay quanh khoảng 5 triệu gì đấy. Vâng. Đấy. Nó khoảng tầm 5 triệu mấy đấy. Vâng. Đấy. Đôi này về thì của nó là rất đẹp nhá, ngon nhá. Đấy. Giá thì nhà em bán thì lúc nào cũng giá tốt. Vâng, bán này cho anh em thợ còn về còn bán lại được nữa. Vâng. Đấy. Mức giá này mức giá cực kỳ hợp lý rồi. Anh em thợ nào cần thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0966594581 nhá. Địa chỉ 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Dạ vâng. Đây, số điện thoại của em đây. Đấy. Các loa là em test chạy hết ngon lành rồi nhá. Anh em thợ chỉ việc lấy về để bán thôi, hoặc là mọi người lấy về để dùng thôi nhá. Dạ vâng. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của bên em.